các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Tinh thần chỉ thế nào sau thời gian căng thẳng chuyện ly hôn với diễn viên Hoàng Anh? Tôi có những dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Ban ngày, vì mãi chuyện con cái và có bạn bè an ủi, tôi suy nghĩ tích cực dặn ly hôn khi hết duyên là chuyện tốt. Nhưng đêm xuống, tôi nhìn con ngủ say rồi buồn bã. Tôi dặn mình đừng để tâm tới người cũ, nhưng hệ ai đó nhắc đến Hoàng Anh hay gửi cho xem những hình ảnh về cuộc sống mới của anh, tôi lại khóc chị quỳnh như xuất hiện dấu hiệu trầm cảm sau khi chia tay diễn viên hoàng anh chị còn yêu chồng cũ hay không không tôi đã dứt tình những gì hoàng anh đã và đang làm với mẹ con tôi khiến tôi không thể dành tình cảm cho anh ấy được nữa chị nói dứt tình nhưng ngày qua ngày vẫn lên trang cá nhân để bày tỏ nỗi bức xúc về anh ấy thay vì buông bỏ tại sao vậy vì càng ngày tôi càng nhận ra những điều chưa đúng trong cách cư xử của hoàng anh khi anh ấy đưa đơn ly hôn, tôi chấp nhận anh ấy không còn yêu thương tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi phải chấm dứt. Nhưng còn con cái. Bé Nu là giọt máu của anh ấy. Anh ấy bỏ vợ, sao lại bỏ cả con? Kể từ lúc Hoàng Anh ra đi, anh ấy chưa về thăm con, cũng không có bất cứ động thái nào thể hiện ý định muốn hỗ trợ cho bé. Mẹ con tôi gặp khó khăn về mọi mặt trong mùa Covid-19. Hơn nữa, bé Nu có trở ngại tâm lý, bé cần sự quan tâm từ cha vào cản nào khiến chị không thể trao đổi thẳng thắn về trách nhiệm chăm con với chồng cũ mà cứ trách móc anh trên mạng xã hội tôi đã chia sẻ rất nhiều lần rằng kể từ khi anh đi tôi không thể liên lạc với anh ấy dù tìm mọi cách ngay cả đơn ly hôn cũng là người khác mang đến tôi từng yêu cầu anh ra đối chất nhưng anh có chịu đâu đến nay tôi cũng chỉ thỉnh thoảng nắm thông tin từ người đại diện của anh xung quanh các điều khoản thỏa thuận sau ly hôn chúng tôi chưa từng có cuộc gặp nào để mà trao đổi thẳng thắn. chỉ cần hoàng anh hỗ trợ những gì tôi muốn anh ấy làm tròn bổn phận người cha với bé nu. con tôi không được như những đứa trẻ bình thường khác. bé bị rối loạn ngôn ngữ, ngại giao tiếp và được chuẩn đoán tự kỷ nhẹ. trước đây tôi cùng hoàng anh sang sẻ việc chăm con. khi tôi đi làm, hoàng anh đưa đón bé nu tới trường dạy kỹ năng dành cho trẻ đặc biệt còn thời gian trống thì chơi cùng bé hiện tại anh ấy phó thác hoàn toàn cho tôi lúc hoàng anh đi bố tôi phải nghỉ việc để ở nhà trong bé nu trong mùa dịch họ cử giáo viên đến dạy nên đỡ khâu đưa đón nhưng muốn bé cải thiện nhanh thì bố mẹ phải phối hợp và tương tác với bé tôi rất cố gắng nhưng hiện tại tâm trạng của tôi cũng liên tục trồi sụt tôi rất thương và lo lắng cho con hoàng anh đưa con gái đi chơi khi gia đình chưa đổ vỡ trong thỏa thuận ly hôn anh chị đưa ra những điều khoản gì liên quan đến quyền nuôi dưỡng bé Nu? Qua tờ khai mà Hoàng Anh nhờ người đại diện mang đến, luật sư giải thích cho tôi rằng anh ấy từ chối quyền nuôi con, không yêu cầu phân chia tài sản, nhưng cũng không đề cập chuyện trợ cấp. Tôi hồi đáp những mong muốn của mình như là cho anh thăm con mỗi tuần theo lịch, đề nghị anh hỗ trợ sinh hoạt phí cho con hàng tháng. Có những điều mà nếu anh ấy thức tỉnh rồi chủ động làm sẽ tốt hơn pháp luật ép buộc. Nếu anh ấy chưa đủ khả năng chu cấp cho con, tôi sẽ gồng gánh thay anh nhưng trách nhiệm và tình cảm của người cha thì tôi không thể thay anh được tiến trình vụ ly hôn đến đâu rồi sau khi luật sư của tôi trình tờ khai tòa án sẽ xử lý các bước tiếp theo tuy nhiên vì dịch bệnh nên mọi thủ tục đều bị chậm lại bé nu thế nào trong những ngày thiếu vắng bố thật ra bé chưa đủ lớn để hiểu những chuyện xảy đến với gia đình mình hàng ngày Bé học cùng cô giáo dạy kỹ năng từ 9 giờ đến 12 giờ, sau đó chơi với ông ngoại. Con tôi rất thông minh, chỉ là bé không nói. Sau một năm học chương trình đặc biệt, bé tiến bộ rất nhiều. Khi Hoàng Anh bỏ đi, tôi chia sẻ với nhà trường về hoàn cảnh gia đình để mong họ sắp xếp lịch học phù hợp với khả năng của tôi. Họ đồng ý, nhưng khuyến cáo nếu bé không đảm bảo thời khóa biểu sẽ ảnh hưởng lộ trình điều trị. Bởi vậy, bố đẻ tôi đã hy sinh công việc để phụ tôi đưa đón nu, và khi dịch bệnh căng thẳng thì ở nhà trông non bé. Trăm con là trách nhiệm của bố mẹ, nếu không phải đi làm trang trải cuộc sống thì tôi cũng không muốn phiền ông ngoại. Một mình chị gồng gánh chi tiêu gia đình thế nào khi bố thì nghỉ việc còn chồng cũ đã ngừng đóng góp sinh hoạt phí từ 3 tháng trước. Bố tôi nghỉ việc nên có tiền trợ cấp thất nghiệp. Tôi cũng tạm nghỉ từ tháng này vì Covid-19 nên được hưởng chế độ tương tự. Khi Hoàng Anh đi, tôi chịu áp lực lớn nhất là tiền nhà, nhưng may mắn kiếm được người mướn phòng nên bù lại một khoản. Tôi chi tiêu đơn giản, không xài sang nên dù ít tiền vẫn có kéo được cuộc sống tạm ổn. Hoàng Anh vừa đón sinh nhật khi không có vợ con ở bên. Chị định hướng cuộc sống thế nào sau khi ổn định được tâm lý hậu ly hôn? Tôi biết có nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước. Tôi muốn dành thời gian cho bản thân, chăm sóc bé Nu tìm kiếm những niềm vui mới thay vì ủ dũ mỗi khi nghĩ đến người chồng bội bạc. Giờ nghỉ việc rồi, tôi có thời gian chơi với con, dạy con những điều mà lũ trẻ đồng trang lứa đều làm được. Tôi chỉ muốn nhìn con khỏe mạnh, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Mong rằng đến năm tuổi, bé sẽ hòa nhập được với cuộc sống bình thường. Tường sang